Các em ngày hôm nay đây chắc vừa đói và rét. Hôm nay gió to, mưa nữa. Ok, ông xã sẽ cho các em ăn. Bay đến đông lắm. Đánh nhau hư quá. Bay tận mặt Anna này. Chen chúc xô đẩy kìa. Wow, chưa bao giờ nhiều như này. Vài chục em ở đây là cái chắc rồi. Tranh nhau ăn này. Đánh nhau này. Hư quá. Yes, too many. Rồi bỗng dưng bay đi này.